Đây là các sản phẩm chế tác từ ngà voi mà công an tỉnh Đắk Lắk khám xét và tịch thu được tại nhà bà Đinh Thị Việt Hà, 31 tuổi, tạm trú phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, vào trưa ngày 7 tháng 3, tổ công tác của đội phòng chống buôn lậu phòng BC46 phát hiện Hà đi xe máy vận chuyển một số hàng hóa nghi là ngà voi mang đi tiêu thụ nên đã tiến hành kiểm tra. Các sản phẩm gồm nhẫn, vòng đeo tay có trọng lượng khoảng 4,7 kg. Quá trình kiểm tra, Hà không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tiến hành khám xét tại nơi ở của Hà, công an còn thu giữ gần 3 kg các sản phẩm tương tự cùng nhiều máy móc cho việc sản xuất chúng. Quá trình làm việc, Hà cho biết các sản phẩm trên đều được làm từ ngà voi. Hà mua lại ngà voi của một số người không rõ họ tên, địa chỉ, rồi về chế tác mang đi tiêu thụ trong tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh khác để bán kiếm lời. Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC46 Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.